Danh ca Bảo Yến lần đầu vướng vào làn sóng tẩy chay, vội vạch trần lời nói dối của Thái Hoàng, thẳng thừng xử lý một cách vô cùng dứt khoát. Cách đây không lâu, Thái Hoàng tung tin rằng sẽ có một mini show của Bảo Yến được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với giá vé là 500.000, được gửi tận nhà. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Thái Hoàng không phải là người có những phát ngôn lùm xùm liên quan đến việc chửi mắng những người bên vực Hồng Loan. Ai ai cũng biết, Hồng Loan là người thừa kế hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Những người con nuôi của Vũ Linh cũng hết sức ủng hộ Hồng Loan đã đủ chứng minh Vũ Linh yêu thương người con gái này thế nào. Ấy vậy mà sau khi tranh chấp tài sản giữa Hồng Loan, cháu gái và em gái Vũ Linh xảy ra, Thái Hoàng lại chọn lựa phe đi ngược lại chính nghĩa. Thái Hoàng đã có những lời chỉ trích khó nghe và vô cùng xúc phạm đối với những người về phe Hồng Loan. Hậu quả là sân khấu Thái Hoàng của anh ta bị tẩy chay trên diện rộng, suốt thời gian dài trong tình trạng không mấy khá khẩm. Ông bà ta nói không sai, đúng là cái miệng hại cái thân. Dạo gần đây, dư luận ồn ào về việc sân khấu Thái Hoàng muốn tìm lại ánh hào quang bằng cách mời được nữ danh ca Bảo Yến tổ chức mini show. Thái Hoàng viện vào cái danh của Bảo Yến suốt thời gian bán vé và tuyên truyền mini show Bảo Yến, giá vé 500.000 ship tận nhà là những gì Thái Hoàng đăng tải. Thậm chí trong một đoạn phát biểu gần đây, anh chàng này phản bác lại những lời nói rằng sân khấu của anh không ai thuê. Thái Hoàng bảo rằng có rất nhiều người nổi tiếng thuê sân khấu của anh, chỉ là anh chẳng muốn đăng lên khoe khoang làm gì vì show của người ta. Nhưng nói là nói vậy, Thái Hoàng vẫn một mực khẳng định sắp tới danh ca Bảo Yến sẽ tổ chức live show mini tại sân khấu của mình, khẳng định sân khấu của bản thân hoạt động vô cùng tốt. Nhưng Thái Hoàng chẳng biết, chính những phát ngôn này càng khiến anh đã thảm càng thảm hơn. Những khán giả vốn không ưa Thái Hoàng đã lập tức làm lớn chuyện này lên, liên tục liên hệ với danh ca Bảo Yến để hỏi rằng tại sao lại đồng ý tổ chức live show ở một nơi đầy tai tiếng như sân khấu Thái Hoàng. Các fan hâm mộ của Bảo Yến thậm chí còn tỏ ra thất vọng, bởi vì trước giờ Bảo Yến nổi tiếng là nói không với drama và những vụ việc lùm xùm như thế này. Nhiều người yêu thích cô cho rằng, nếu Bảo Yến tổ chức mini show ở đây thì chẳng khác nào công nhận rằng cô ủng hộ Thái Hoàng và những người chống đối Hồng Loan. Chẳng tốt gì cho danh tiếng của danh ca Bảo Yến. Một số người sáng suốt thì nhận ra rằng, nếu nữ ca sĩ thực sự tổ chức show diễn thì đã phải tự mình tuyên truyền chứ không phải im hơi lặng tiếng mà chỉ có mỗi Thái Hoàng đi rêu rao giùm. Nhiều người bày tỏ, tuy rằng họ hiểu Bảo Yến không đứng về phe nào cả, mà chỉ thực hiện dự án âm nhạc, nhưng việc làm này vô tình hữu ý sẽ khiến khán giả có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với nữ ca sĩ. Cái được không bằng cái mất, thậm chí còn bị kéo vào cuộc chiến mà bản thân chả liên quan gì cả, thật sự không đáng chút nào. Đáp lại những ý kiến tiêu cực đột nhiên lấn tới, danh ca Bảo Yến phải chính thức lên tiếng đính chính. Cô nhấn mạnh rằng bản thân không hề tổ chức mini show nào ở sân khấu Thái Hoàng cả. Chương trình mà Bảo Yến tham gia chỉ là một show của một nhà thiết kế. Bảo Yến được mời hát trong buổi tối hôm đó, còn đơn vị tổ chức chọn địa điểm như thế nào thì cô hoàn toàn không được biết. Nhưng sau khi nghe được lời khuyên nhủ từ khán giả hâm mộ, danh ca Bảo Yến đã có một hành động dứt khoát khiến người quan tâm cô một phen tự hào và hả dạ. Nữ ca sĩ thẳng thừng từ chối tham gia show diễn của nhà thiết kế này, không muốn dính líu tới Thái Hoàng cũng như vụ việc tranh giành tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Từ ban đầu, đã có người lấy danh tiếng của Bảo Yến ra để trộm long tráo phụng đi tuyên truyền khắp nơi, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của cô. Người ta nói nước đi này của Thái Hoàng là quá sai, trộm gà không được còn mất nắm thóc, chị lẫn chài đều không có mà còn bị giễu cợt một thời gian dài vì sự gian dối. Khán giả cảm thấy Bảo Yến có một nước đi quá xuất sắc, không những giữ được hình ảnh tốt trong mắt người hâm mộ mà còn thể hiện một cá tính rất dứt khoát. Nếu bạn cũng ủng hộ cách làm của Bảo Yến thì hãy để lại một bình luận và like share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ biên tập viên nhé.